Dơ vừa xuống đo đạt ạ. Dơ vừa xuống đo đạt lại cái tăng 1 ạ. Thế bao nhiêu mới lắm? Giờ đang làm này. Có nghĩa mình xuống nắp trước đi. Ở Hải Phòng chắc là nó cũng không làm ngay đâu, kiểu này chắc không phải hàng tháng nữa rồi. Thế chắc chắn là có muốn nắp rồi, phải tháng nữa rồi. Thôi được rồi, tiếp đi. Sang tuần nhé, sang tuần vào nữa. Thế thì thứ hai, thứ ba thì vào làm trận thật vui. Còn hôm vừa rồi bận quá. Thế thì thứ hai, thứ ba. Hả? À có nữa, có chúng nó đi. Còn chúng nó đi, nó với tiếp tục tuần mình gặp lại yếu không tiếp. Được rồi. Thế thôi nhá. Đẹp, cũng chậm sự như thế. Nhìn là sạch sẽ. Bán đồ tốt rồi, bán được cái tiếng mà cái. Mình chứ cái đồ này là mình nó cũng không khạo lắm. Nhưng bác bảo nó còn nguyên zin thì mình chỉ biết nguyên zin nhỉ. Cũng có rõ lắm. Chúng ta nhìn mềm mạch nó sáng sạch sẽ, chống mút gì nữa. Mình thịt chi hạt được tường còn là mình biết là được.